Bản tin TBST Military trên kênh Thời báo sự thật Bất chấm kính chào quý vị Chương trình ngày hôm nay ngày 10 tháng 6 bao gồm những nội dung trên như sau Đoàn thù khốc liệt, Israel tổ chức 200 cuộc không kích vào Damascus sàn phản căn cứ ngoại lai của Iran Quân đội Trung Quốc lộ điểm yếu trí tử, không khác gì đại dịch thời bình Năm 2020, Mỹ chi tiền cho vũ khí hạt nhân nhiều gấp 5 lần Nga Sức mạnh khủng khiếp của pháo đài bay B-52 bản nâng cấp mới nhất Trung Quốc trùn tay với Đài Loan sau tuyên bố trùng Mỹ-Nhật Và sau đây sẽ là phần tin chi tiết Thưa quý vị, sau gần 3 tuần kết thúc cuộc chiến với phong trào khủng bố Hamas tại giải Gaza Israel đã chính thức trở lại tham chiến Chiến trường lần này là Syria, nơi có các nhóm khủng bố do Iran đứng sau hậu thuẫn và là mối đại họa cho khu vực Trung Đông. Truyền thông nhà nước Syria ngày 8 tháng 6 cho biết, Israel đã nã cơn mưa tên lửa nhằm vào các địa điểm quân sự ở Damascus và miền trung Syria. Cụ thể, hãng thông tấn AFP đã cho biết, tên lửa Israel nhắm tới một mục tiêu gần sân bay quốc tế ở Damascus và một đơn vị phòng không Syria tại khu vực Trumay. Nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại thủ đô Damascus trong thời gian xảy ra vụ tấn công. Lực lượng phòng vệ Israel còn tiến hành không kích một số khu vực thuộc miền Nam và miền Trung Syria, nhưng chỉ gây ra thiệt hại vật chất một nguồn tin khác cho biết, một số mục tiêu ở tỉnh Homs tiếp giáp Liban cũng bị tấn công ngày 8 tháng 6. Homs là khu vực hoạt động của lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn chống lại Israel. Nếu như được xác nhận, đây sẽ là cuộc tập kích bằng tên lửa đầu tiên của Israel trong khoảng một tháng qua. Trong đợt không kích lệnh trước, các tên lửa Israel đã bắn phá cảng Latakia nằm bên bờ địa Trung Hải và khá gần một căn cứ quân sự của Nga. Theo Reuters, các cuộc tấn công của Israel vào Syria kể từ năm ngoái đến nay là một phần của cuộc chiến trong bóng tối đã được Mỹ chấp thuận. Các cuộc tấn công cũng là một phần của chính sách chống Iran mà trong hai năm qua Israel đã thực hiện. Mục tiêu của Israel chính là làm suy yếu sức mạnh quân sự của Iran. Trong năm qua, Israel đã mở rộng các mục tiêu trên khắp Syria, nơi hàng ngàn dân quân do Iran hậu thuẫn đang góp sức trong cuộc chiến giành lại lãnh thổ mà Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người đã mất và lãnh thổ này cho quân nổi dậy. Những cuộc không kích này chủ yếu nhắm vào lực lượng vũ trang thân Iran trong khu vực Trung Đông, đặt mục tiêu làm suy giảm sức mạnh của Tehran mà không kích động một cuộc đối đầu quân sự toàn diện. Quân đội Trung Quốc lộ điểm yếu trí tử, không khác gì đại dịch thời bình. Các lực lượng mặt đất của quân đội Trung Quốc đang phải vật lộn với quá trình đào tạo binh sĩ, vận hành các trang thiết bị quân sự mới biên chế cho quân đội nước này. Năm 2017, Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình tuyên bố, Tham vọng xây dựng quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA thành một lực lượng chiến đấu đẳng cấp thế giới vào giữa thế kỷ 21. Tuy nhiên, cơ quan nghiên cứu quốc hội Mỹ CAS mới đây vừa công bố một báo cáo cho thấy, quân đội Trung Quốc đang phải đối diện với một điểm yếu rất lớn, đó là thiếu kinh nghiệm chiến thực tiễn trong những năm gần đây. Các quan chức PLA thường gọi đây là căn bệnh hòa bình phổ biến, trong lực lượng và lo lắng những binh lính chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu sẽ trở nên rất tự mãn và rất khó khăn trong việc duy trì trạng thái sẵn sàng. Cũng theo cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ, kể từ năm 1949, PLA mới chỉ tham gia vào cuộc chiến toàn diện 3 lần. Đó là chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953, chiến tranh Trung Quốc-Ấn Độ năm 1962 và chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979. CAS cho rằng, các cuộc đụng độ chết người giữa lực lượng Trung Quốc và quân đội Ấn Độ tại thùng lũng Gagwan ở khu vực biên giới Ladakh đang tranh chấp giữa hai nước vào tháng 6 năm ngoái chỉ được coi là hành động phi chiến tranh Báo cáo của CIS cũng cho biết, các lực lượng mặt đất của PLA đã phải vật lộn trong quá trình đào tạo binh sĩ, vận hành các thiết bị quân sự hiện đại mới để thay thế cho các khí tài quân sự cũ trong quân đội Trung Quốc. Khả năng hiệp đồng tác chiến, sự phối hợp hiệu quả giữa các binh chủng khác nhau của PLA khi xảy ra xung đột vũ trang vẫn là một thách thức lớn đối với quân đội Trung Quốc. Ngay cả khi các quân binh chủng POA tiến hành nhiều cuộc tập trận hơn bao giờ hết, thì giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2019, số lượng cũng tương đối ít. Chỉ có 80 cuộc tập trận chung ở cấp lữ đoàn, sư đoàn trở lên. Các học giả phát hiện ra rằng, chỉ có 7% trong tổng số các cuộc tập trận quân sự quốc tế mà POA tham gia từ năm 2002 tới năm 2016 là có nhiều hơn một bình chủng của POA. Chưa hết, báo cáo của cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ còn đặt ra nghi ngờ về khả năng của Trung Quốc trong một số lĩnh vực chiến tranh như tác chiến chống ngầm, phòng không trên biển, tình báo tầm xa hay các hoạt động trên không. Năm 2020, Mỹ chi tiền cho vũ khí hạt nhân nhiều gấp 5 lần Nga. Báo cáo của chiến dịch quốc tế về loại vũ khí hạt nhân ICAN được công bố ngày 7 tháng 6 đã cho hay Mỹ là một quốc gia dẫn đầu thế giới về chi tiêu cho vũ khí hạt nhân trong năm 2020. Cụ thể vào năm ngoái, Mỹ đã dành số tiền khổng lồ là 37,4 tỷ USD cho vũ khí hạt nhân, gấp 4,7 lần so với Nga. hãng thông tấn Trust dẫn báo cáo trên cho biết, tổng chi tiêu cho vũ khí hạt nhân của tất cả các quốc gia trên thế giới là 72,6 tỷ USD trong năm 2020, cao hơn 1,4 tỷ USD so với năm 2019. Sau Mỹ, năm quốc gia chi tiêu hàng đầu cho vũ khí hạt nhân lần lượt là Trung Quốc 10,1 tỷ USD, Nga 8 tỷ USD, Anh 6,2 tỷ USD và Pháp là 5,7 tỷ USD. Cũng theo số liệu từ báo cáo có những điều chỉnh liên quan đến lạm phát kinh tế, Nga giảm hơn 600 triệu USD chi cho vũ khí hạt nhân năm 2020 so với năm trước. Theo báo cáo của Icon, hơn 20 công ty sản xuất vũ khí hạt nhân hoạt động sinh lời trong năm 2020 nhờ các hợp đồng mới hoặc các hợp đồng đang được triển khai, với 11 công ty phương Tây kiếm được 27,7 tỷ USD. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thông qua nguyên tắc cơ bản của chính sách nhà nước Nga về răng đe hạt nhân vào ngày 2 tháng 6 năm 2020. Trong đó, coi vũ khí hạt nhân chỉ là một phương tiện răng đe. Việc phải sử dụng loại vũ khí này là giải pháp cực đoan và mang tính ép buộc. Sức mạnh khủng khiếp của pháo đài bay B-52 bản nâng cấp mới nhất Máy bay ném bom chiến lược B-52 đã phục vụ quân đội Mỹ hơn 60 năm. Trong những năm gần đây, không quân Mỹ đã liên tục nâng cấp nó. Các nguồn tin tin rằng B52 sẽ phục vụ không quân Mỹ cho đến những năm 2050. Mới đây tướng Timothy Ray, người đứng đầu bộ tư lệnh các lực lượng tấn công chiến lược toàn cầu của Mỹ, đã tiết lộ chi tiết về kế hoạch nâng cấp tiếp theo đối với máy bay B52. Điểm đáng chú ý nhất, B52 sẽ được thiết kế lại và được áp dụng nhiều công nghệ kỹ thuật số tiên tiến, làm cho máy bay tiết kiệm ít nhất 20% chi phí nhiên liệu bay. Timothy Ray nói rằng Máy bay ném bom B52 đã rất cũ, mặc dù một số phụ kiện và bộ phận thiết bị kỹ thuật mới đã được nâng cấp trước đó, nhưng nó vẫn là một trong số những máy bay sử dụng công nghệ cũ. Nếu bạn muốn thực hiện hiệu quả các cuộc tấn công điện tử hoặc hiện đại hóa nhanh chóng, bạn phải đạt được số hóa. Về chi phí nhiên liệu, vị tướng Mỹ nói rằng, máy bay B52 được thiết kế lại có thể tiết kiệm ít nhất 20% chi phí nhiên liệu. Đây không phải là tiết kiệm 20% lượng dầu tiếp trên không. Trong một số trường hợp, nhu cầu cần hỗ trợ từ máy bay tiếp dầu gần như giảm một nửa. Điều này đã mở rộng tính linh hoạt của lực lượng máy bay ném bom Mỹ và giải phóng hoạt động của lực lượng máy bay tiếp dầu cho các nhiệm vụ khác. Theo các báo cáo trước đó, không quân Mỹ bắt đầu nâng cấp phi đội B-52 vào năm 2013, trong đó tập trung hiện đại hóa buồng lái, hệ thống thông tin liên lạc, máy tính trên máy bay và hệ thống điện tử hàng không. Khi khoang chứa vũ khí bên trong của máy bay được nâng cấp, các hệ thống tiếp đạn và điều khiển bệ phóng cũng được nâng cấp. Cho phép B52 có thể gắn các loại bom dẫn đường và tiền lưỡi tầm xa theo số liệu tính đến tháng 6 năm 2019 không quân Mỹ có tổng cộng 58 chiếc B52 đang phục vụ với 18 chiếc trong kho trong đó có khoảng 12 chiếc được lưu trữ dài hạn vào tháng 4 năm 2020 không quân Mỹ đã mua 608 động cơ thương mại và các phụ tùng thay thế liên quan cùng với các yêu cầu về thiết bị hỗ trợ các động cơ đã mua sẽ được sử dụng để nâng cấp động cơ của phi đội B52 được biết, máy bay ném bom chiến lược B-52, biểu tượng của chiến tranh lạnh. Sau thời gian dài hoạt động, máy bay này đã được nâng cấp lên phiên bản B-52H. B-52H có 8 động cơ phản lực Pratt Whitney TF-33P-103. Những động cơ đã được lắp đặt trong thập niên 60 cực kỳ thành công vào thời điểm đó. Trung Quốc chùn tay với Đài Loan sau tuyên bố chung Mỹ-Nhật Máy bay quân sự Trung Quốc giảm tần suất áp sát đảo Đài Loan sau khi lãnh đạo Mỹ-Nhật ra tuyên bố chung về tình hình eo biển. Theo dữ liệu được Nikkei thu nhập, từ đầu năm tới hôm 16 tháng 4, Trung Quốc điều tiêm kích và máy bay quân sự vào vùng nhận dạng phòng không của đảo Đài Loan tới tần suất năm lần mỗi ngày. Tổng cộng 257 máy bay quân sự, chủ yếu là tiêm kích J-10 và J-16, áp sát đảo Đài Loan với số lượng trung bình khoảng 3 chiếc mỗi phi vụ. Trong thời gian đó, có 9 ngày Trung Quốc triển khai ít nhất 10 máy bay áp sát đảo Đài Loan, trong đó 6 đợt xâm nhập diễn ra trong vòng 3 tuần trước khi Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga ra tuyên bố chung ngày 16 tháng 4, lần đầu tiên nhắc đến vấn đề Đài Loan sau nhiều thập kỷ. Đợt áp sát với số lượng kỷ lục 25 máy bay diễn ra hôm 12 tháng 4, một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken cảnh báo, bất cứ ai cố gắng thay đổi hiện trạng đối với đảo Đài Loan bằng vũ lực đều sẽ phạm sai lầm nghiêm trọng, Tuy nhiên, sau khi Biden và Suga ra tuyên bố chung ngày 16 tháng 4, trong đó lãnh đạo Mỹ-Nhật tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định eo biển Đài Loan, các hoạt động quân sự của Trung Quốc gần đảo Đài Loan đã giảm mạnh cả về quy mô lẫn tần suất. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ-Nhật đề cập tới Đài Loan trong một tuyên bố chung kể từ năm 1969. Từ hôm 16 tháng 4, trung bình có khoảng hai máy bay quân sự Trung Quốc tiếp vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, không ghi nhận được áp sát nào với 10 máy bay trở lên tham gia. Trong hai tuần qua, Trung Quốc bảy lần điều hai máy bay quân sự áp sát đảo Đài Loan và sáu lần chỉ cử một chiếc. Lần gần nhất diễn ra hôm ngày 4 tháng 6. Tô Tử Văn, chuyên gia của một viện nghiên cứu an ninh đặt trụ sở tại Đài Loan cho biết, việc hoạt động quân sự của Trung Quốc quanh Đài Loan sụt giảm cho thấy tuyên bố chung của Biden và Suga có tác động rõ ràng. Chuyên gia này cho rằng Trung Quốc muốn tránh gây căng thẳng với Mỹ về vấn đề Đài Loan sau tuyên bố chung của Washington và Tokyo Tuy nhiên, thay vì tập trung vào Đài Loan, Trung Quốc đang chuyển hướng gia tăng hoạt động khiêu khích trên Biển Đông. Phi đội 15 vận tải cơ Trung Quốc ngày 31 tháng 5 áp sát không phận Malaysia và chỉ chuyển hướng khi không quân Malaysia đều tiêm kết ứng phó. Cảnh sát biển Malaysia ngày 8 tháng 6 cho biết một tàu hải cảnh Trung Quốc đi vào vùng biển gần bãi cạn Luconia mà nước này tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Hơn 200 tàu võ sách của Trung Quốc từ tháng 3 hiện diện tại bãi Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, nơi Philippines cũng tuyên bố chủ quyền sau đó nâng lên gần 300 chiếc hồi đầu tháng năm. các tàu này hiện diện tại đây trong nhiều ngày mà không đánh bắt, dù thời tiết thuận hòa. sau đó tỏa đi các khu vực khác trong quần đảo Trường Sa. Philippines khẳng định những tàu này do dân quân biển Trung Quốc điều khiển, song Trung Quốc phủ nhận là cho rằng đây chỉ là tàu cá đang neo đậu tránh thời tiết xấu. nhiều nước đã lên tiếng bày tỏ lo ngại tình hình căng thẳng mới ở khu vực và phản đối động thái mang tính đe dọa của đội tàu Trung Quốc những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tổng hợp tin tức trên kênh thời báo sự thật một lần nữa bích trăm xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn và thành công xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo